Người phụ nữ này mặc bikini đi vào công viên nước chơi, nhưng nhân viên làm việc ở đây lại nghi ngờ cô không mang quần chip nên chặn cô đứng ngoài cửa. Đến khi người phụ nữ ôm cái bụng mỡ lên thì nhân viên mới miễn cưỡng đồng ý. Cân nặng của người phụ nữ này là 280 cân. Lúc đi qua cửa chặn, xém chút nữa thì đụng bay cái máy. Đã như vậy nhưng cô vẫn muốn vào chơi cầu trượt nước. Cô nhân viên bảo trò chơi này giới hạn cân nặng là 100 cân, nhưng cô hoàn toàn không nghe, nói bản thân không đến 40 cân. Nói xong cô cứ thế nhảy xuống cầu trượt, tốc độ càng ngày càng nhanh, làm cho cô hoàn toàn không thể dừng lại lúc trượt đến điểm cuối. Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này dường như đã rất quen từ trước. Chính xác rồi, người phụ nữ này đã nhiều lần điều đè anh như vậy. Người đàn ông này tên là Nobit, lúc vừa mới sinh ra đã bị bố mẹ vứt trước cửa cô nhi viện. Lúc đó chó sói sắp tha cậu đi, may mà viện trưởng cô nhi viện kịp thời mở cửa cứu sống cậu. Từ đó, Nobit lớn lên từng ngày trong cô nhi viện. Mặc dù không có người bạn tri kỷ nào, nhưng cậu lại có một cô bạn hợp ý. Hầu như mỗi ngày đều như hình với bóng không rời khỏi cô. Họ cùng nhau đạp xe, cùng nhau đánh cờ, thậm chí là cùng nhau đi vệ sinh. Sau đó, họ để thể hiện mối bạn thiên trường địa cữu của hai bên, họ đã đứng dưới gốc cây lớn trao cho nhau chiếc nhẫn kẹo và tổ chức một hôn lễ đơn giản. Nhưng bọn họ kết hôn chưa được bao lâu thì cô bé được người nhận nuôi đưa đi khỏi cô nhi viện. Từ đó, Nobit không còn bạn nên bắt đầu chơi một mình. Ngày đó, cậu đang xây lâu đài trên cát thì có hai anh em sinh đôi đầu gấu chạy đến bắt nạt cậu. Một cô bé bự xuất hiện, nhặt hai tên đầu gấu này lên. Sau khi cảnh cáo bọn họ không được phép bắt nạt Nobit, liền vứt hai người ra hai bên. Tiếp theo đó, cô bé bự dũng cảm bày tình cảm với Nobit, thành công chiếm lấy trái tim Nobit. Cậu dần dần trở thành người trong gia đình cô bé bự. Cô bé bự có ba ông anh vô tích sự, việc chính của họ là làm những tên khốn, còn việc phụ là xã hội đen, thỉnh thoảng dựa vào bạo lực để tạo ra lợi nhuận. Nobit sau khi lớn lên liền chính thức tổ chức đám cưới hợp pháp với bé bự. Cho dù thế nào thì Nobit đều rất vui vẻ vì dù sao cậu cũng có một gia đình. Cho đến một ngày, anh ta có kế hoạch đi cô nhi viện biểu diễn múa rối cho trẻ em, nhưng được nửa đường mới nhớ ra mình quên mang con rối. Nhưng không ngờ, vừa đến nhà thì nhìn thấy bé bự đang ngoại tình. Nobit đau khổ tuyệt vọng, chỉ muốn có một lời giải thích, liền bị bé bự truy sát khắp đường. Hết cách rồi, ai bảo họ là nữ cường nam nhược vậy? Nhưng vào một ngày, Nobit biểu diễn xong tiết mục múa rối, thì anh gặp lại cô vợ thời trẻ trâu của mình. Cô gái lúc này đã lớn thành một cô gái thục nữ và trở thành nữ thần trong mắt Nobit. Lần này cô quay lại là để chuẩn bị mua lại cô nhi viện, thay viện trưởng nuôi chăm sóc những đứa trẻ vô gia cư. Cô nữ thần hẹn anh cuối tuần đi ăn cơm. Nobit vui mừng đến mức không còn để ý đến việc bé bự ngoại tình nữa. Nhưng đến cuối tuần, nữ thần đã có chồng sắp cưới và chuẩn bị tuần sau làm đám cưới. Nobit buồn bã bực bội, mặc dù trong lòng yêu sâu đậm nữ thần, nhưng thấy nữ thần có một chỗ dựa tốt, anh vẫn thầm lặng chúc phúc cho cô. Ở một diễn biến khác, bé bự biết được Nobit giấu mình đi hẹn hò với cô gái khác. Cô tức giận đến mức cầm lấy bình axit đe dọa Nobit, nếu anh ta dám gặp mặt cô gái đó, cô sẽ cho nguyên bình axit tưới vào đầu cô ta. Nobit vô cùng sợ hãi, chỉ biết nói mấy lời giả dối để đuổi nữ thần đi. Tối hôm đó, Nobit vốn dĩ nhân lúc bé bự đang ngủ thì bỏ trốn, nhưng anh vô tình tìm thấy một bức thư trong hộp thư, thì ra chồng sắp cưới của nữ thần thực ra là cha nam. Sở dĩ anh ta muốn kết hôn với nữ thần chính là cùng hợp tác với cả nhà bé bự thôn tính cô nhi viện và tạo thành nơi sinh lợi. Nobit muốn thông báo cho nữ thần, nhưng không thể liên lạc được với cô, thế là anh càng muốn ra ngoài tìm gặp nữ thần, nhưng anh lại bị ba ông anh của bé bự chặn lối đi. Bọn họ dọa Nobit một phen, sau đó nhốt anh dưới tầng hầm. Ngày hôn lễ đó, nữ thần nhìn chiếc nhẫn kẹo thì trong đầu đều là hình ảnh của Nobit. Đúng như dự đoán, Nobit đã từ dưới đất chui lên, điên cuồng đạp xe. Cuối cùng cũng kịp thời chạy đến ngăn chặn buổi hôn lễ. Anh bộc bạch hết lòng mình, đồng thời vạch mặt âm mưu của tên cha nam và cả nhà cô mập. Nhưng đúng thời khắc quan trọng thì cái chứng cứ đã chuẩn bị tốt lại bị làm hỏng lúc đi trên đường rồi. Không có chứng cứ, không ai tin Nobit. May mà Nobit kịp thời thông báo cho bốn người vợ trước của cha nam. Thì ra công việc chính của cha nam là lừa tình phụ nữ để chiếm đoạt tài sản. Lúc này âm mưu của tên cha nam và cả nhà bé bự đều bị mọi người biết. Bọn họ trở thành đối tượng bị mọi người tìm đánh trong thị trấn nhỏ. Kết thúc của câu chuyện là Nobit và nữ thần kết hôn lại một lần nữa dưới gốc cây năm xưa. Hẹn gặp lại các bạn.